Chào mừng anh em đến với một series mới mà tôi gọi là Biết Địch Biết Ta. Cơ bản thì đây là series video ngắn, mỗi video là một build hay ho của một Pokemon, có thể là trong đấu đơn hoặc là đấu đôi, giúp cho anh em nắm được khái quát lối chơi của một Pokemon để có thể biết cách counter nó. Dĩ nhiên là trong cái tháng này thì tôi sẽ chỉ làm về Pokemon hệ điện. Và Pokemon của ngày hôm nay là Regieleki với set Rapid Spin trong đấu đơn. Nổi lên ở thế hệ thứ 8 và leo lên đỉnh cao với chỉ số tốc độ 200 mà không một Pokemon nào khác từng đạt đến. Cùng với đặc tính là Transistor, dù rằng đã bị nerf từ x1,5 sát thương điện xuống còn x1,3, nhưng đây vẫn là một đặc tính tấn công mà nhiều Pokemon phải ao ước, khiến cho kể cả khi nhiệm vụ chính của nó trong set này không phải là gây sát thương thì nó vẫn có thể tạo áp lực cực lớn lên đối thủ. Những đòn tấn công của hệ điện bị kháng bởi 3 hệ là cỏ, điện và rồng, đồng thời bị miễn nhiễm bởi hệ đất. Và 3 trong số 4 hệ này bị khắc chế bởi hệ băng, nên hiển nhiên Tera hệ băng sẽ là lựa chọn số 1 cho Regieleki để xử lý đám khắc tinh hệ đất của nó. Đặc biệt là khi thời điểm này có rất nhiều Pokemon hệ đất siêu cường như là Groudon, Landorus hay là Ursaluna. Nhiệm vụ chủ chốt của Regieleki trong set này là dùng Rapid Spin để loại bỏ những thể loại cạm bẫy như là đinh sắt, đinh độc, đá tàng hình hay là mạng nhện, giúp cho đồng đội của nó có một chỗ đứng an toàn hơn. Lựa chọn stamp hệ điện cho Regieleki có thể dùng Thunderbolt hoặc là Electro Ball, bởi vì nó hầu như lúc nào cũng nhanh hơn đối thủ rất nhiều cho nên sát thương của chiêu Electro Ball thực sự rất là khủng. Tera Blast sẽ cho Regieleki combo Bolt Beam khi mà Tera thành hệ băng. Đây là combo hệ với độ phủ sóng siêu rộng và chỉ có thể bị kháng bởi 8 Pokemon. Và cuối cùng chiêu Volt Switch sẽ giúp Regieleki cấu máu đối thủ rồi chuồn sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ là phá cạm bẫy. Bởi vì nhiệm vụ của nó đòi hỏi phải nhảy ra nhảy vào khá thường xuyên, cho nên việc đeo trang bị Heavy Duty Boots giúp cho nó miễn nhiễm các thể loại cạm bẫy cũng là một lựa chọn dễ hiểu. Regieleki là một Pokemon quá tốt mà tôi nói thật, anh em có thể ném vào bất kỳ cái team nào nó cũng có thể trở nên xuất sắc. Với việc có thể Tera thành hệ băng, Regieleki có thể đe dọa ngược lại các Pokemon tưởng chừng như khắc chế được nó, khiến cho nó cực kỳ khó kiểm soát, và cái việc nó đã bị ban khẩn cấp ngay khi ra mắt chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc này. Tuy nhiên vẫn còn đó là Ting-Lu, Pokemon hệ đất có thể miễn nhiễm điện. Với đặc tính Vessel of Ruin giảm 25% công đặc biệt của đối thủ, thì kể cả khi không cầm Assault Vest, nó vẫn có thể chịu được 3 hit Tera Blast từ Regieleki. Ferrothorn cũng là một khắc tinh hạng nặng với set này nói riêng và Regieleki nói chung. Một cú Rapid Spin bất cẩn vào con Ferrothorn được đảo ra có thể trừng phạt Eleki nhiều hơn anh em tưởng. Một con Ferrothorn không đầu tư tí nào và khả năng chống chịu cũng có thể chịu được 5 phát Thunderbolt hoặc 3 phát Tera Blast từ Eleki. Rất may cho nó là hiện tại quả sầu riêng này chưa được xuất hiện trong bản Scarlet và Violet. Và cuối cùng, một Pokemon dù nhanh nhẹn nhưng lại siêu mỏng cánh như Regieleki sẽ cực kỳ sợ những chiêu thức ưu tiên. Có thể kể đến trong meta hiện tại là Extreme Speed của Dragonite hay là Sucker Punch của Chien-Pao và Kingambit. Ok, và tạm thời đó là video đầu tiên của Biết Địch Biết Ta. Đây là dạng video mà tôi hướng đến nội dung ngắn nhưng mà số lượng nhiều. Và quả thực mà nói tôi không có quá nhiều thời gian để nghiên cứu. Nếu có anh em nào có nhiều kinh nghiệm đánh showdown, biết nhiều địch nhiều ta và muốn hỗ trợ tôi thì có thể liên lạc với nhau qua fanpage nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.